Nguy hại khôn lường của việc uống lá vối sai cách, sai thời điểm nhiều người đang mắc phải. Mến chào quý cô bác và các bạn đang xem kênh Sống Xanh. Cô bác và các bạn thân mến, trời càng nắng nóng, các loại nước giải nhiệt như lá nụ vối càng được ưa chuộng. Nhiều người vô tư uống lá vối suốt ngày thay nước mà không biết những tác hại của nó. Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ, Hội Đông y Việt Nam cho biết, vối có tính mát, vị đắng chát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hà khí, giải biểu, sát trùng, do vậy từ lâu được người dân dùng để làm trà uống giải khát. Các bộ phận như vỏ thân, lá, nụ của cây vối đều được làm thuốc chữa bệnh. Lá vối tươi hay khô sắc đặc đều có tính chất sát trùng, rất thích hợp để rửa những mụn nhọt, lở loét, ghẻ, ngứa. Uống nước lá vối gần như không có hại trừ khi bạn uống sai cách, uống quá nhiều hay uống không đúng thời điểm. Hãy cùng Sống Xanh tìm hiểu những tác hại khi uống lá vối sai cách qua video ngày hôm nay nhé! Bác sĩ cảnh báo, uống lá vối kiểu này, lợ đâu không thấy, rước họa vào thân, dừng ngay kẻo thọ non. Thứ nhất, ảnh hưởng trên hệ tiêu hóa. Lá vối có tác dụng vô cùng tốt trên hệ tiêu hóa. Lá vối có vị đắng nhẹ giúp kích thích tiêu hóa tốt, ăn ngon miệng. Ngoài ra, thành phần tannin trong lá vối có vai trò bảo vệ niêm mạc đường ruột. Tinh dầu lá vối có tính kháng khuẩn cao, kháng lại vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước lá vối không tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt khi bạn uống nước lá vối ngay sau bữa ăn. Với công dụng cải thiện tiêu hóa, lá vối sẽ làm tăng nhu động ruột. Thức ăn ở ruột non chưa kịp hấp thu đã bị đẩy xuống ruột già và thải trừ ra ngoài. Vì vậy, rất dễ gây hiện tượng đi ngoài phân sống, tiêu chảy. Thứ hai, tiêu diệt vi khuẩn có lợi. Nước lá vối có thể ức chế hoạt động và sự phát triển của một số vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ điều trị một số bệnh như viêm đại tràng, đau bụng âm ỉ. Do tính kháng khuẩn cao, nên uống nhiều nước lá vối cũng sẽ tiêu diệt một lượng vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Điều này làm cơ thể thiếu sức đề kháng, tăng nguy cơ mắc các bệnh khác. Vì thế, nên uống nước lá vối khô để giảm tính kháng khuẩn trong lá vối, tránh tiêu diệt vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Thứ ba, gây cồn cào, mệt mỏi, sa sầm mặt mày. Tình trạng cồn cào, mệt mỏi, sa sầm mặt mày xảy ra khi bạn uống nước lá vối vào lúc đói, đôi khi cả lúc uống quá nhiều nước lá vối. Khi bụng rỗng, nước lá vối làm tăng co bóp dạ dày, tăng nhu động ruột, vì thế gây ra cảm giác đói, cồn cào, thèm ăn. Cơ thể chúng ta lúc này đang thiếu năng lượng nên sẽ thấy rất mệt mỏi, say sẩm mặt mày. Cần lưu ý khi sử dụng lá vối cho những đối tượng sau. Phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai nên thận trọng khi uống nước lá vối, vì những ảnh hưởng chủ yếu trên hệ tiêu hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của cả mẹ và bé. Phụ nữ mang thai không nên uống nước lá vối quá đặc và không nên uống quá nhiều nước lá vối. Trẻ em. Trẻ em dưới 12 tuổi không nên uống nước lá vối. Đây là độ tuổi trẻ đang phát triển, cần rất nhiều chất dinh dưỡng để phát triển mọi mặt. Lá vối sẽ làm giảm hấp thu các chất dinh dưỡng. Hơn nữa, tính kháng khuẩn của lá vối làm suy giảm sức đề kháng của trẻ, làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã theo dõi video. Và nếu quý cô bác và các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy ấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Xin chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.